Hiệp xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ nha. Hiệp nay không có đi đặt lập ếch nha. Hôm nay Hiệp với các bạn Hiệp đi đặt lập cua. Bạn bạn cái này nó thèm cua quá nha. Kiếm hỏi Hiệp ơi có cách nào bắt cua không? Thì hôm nay lấy cái lập đặt ếch, lập ếch khổng lồ quá nha. Lập ếch khổng lồ thứ mình hay gọi á. Mình lập đó mình đặt cua, đặt cá, đặt ếch, đặt lươn, đặt tùm lum hết trơn á. Đa năng lắm. Đặt cái gì cũng được nha. Thì mình lấy mình đặt cua thử coi. Thì mồi hôm nay thì mình lấy ba cái củ phay phay Mỹ cái nha. Mình cắt khúc ra mình đặt chứ mình không đặt màu gì nữa nha. Dạ nha. Thì đây bạn mình đang bỏ phay mì vô lợp nghe nha. Nay mình phay mì mình đào có một cây một màu nhiều đó. Phay mì kiểu phay mì ta ăn lấy đặt lợp luôn nha. Sang mà. Đó, 5 cái nghe nha. Nè đặt 5 cái. Dướng này bộ. Đâu. Nè, đụng dùng gì là dướng rồi đó. Dướng gì ạ? À? Dướng cái chỗ đó đó. Ừ. Bị dùng lên nó bị đó. Đây cả nhà. Phay mì. Củ bự. Phay mì nha. Thường mà cua á thì anh em đặt phay mì, ông bà xưa mình á hay đặt phay lang, bắp, phay mì. Nhằm anh em thì chơi con mắm. Ôi. Nói chung là đủ thứ á nhà. Cá biển trong cua nó tạp lắm. Hôm nay mình lấy phay mì mình đặt thử nha. Mồi này thấy cũng có lý á. Thì cái địa bàn hôm nay nữa nha, cái đường nước mà mình đặt hay đặt lươn với đặt ếch nè, hôm nay mình lấy đặt cua nha, coi nó ăn sao, ok không? Rồi mình đặt cái lập cua đầu tiên ở dưới đây nghe nha. Chui vô đây đặt thử coi sao. Xong mình đặt trên đó luôn. Để mình đặt cái đầu tiên cho người xem nha. Rồi đặt cái đầu tiên hay xong rồi nha. Để Hiệp tranh thủ đặt dài đẳng 4 cái nữa. Rồi tại vì nhà còn đặt bếp các kiểu đồ nữa nha. Trời cũng chuyển mưa tới rồi nên quay cái thôi cũng như mọi ngày. Rồi có gì hẹn mọi người sáng mai Hiệp đi thăm nha. Rồi lo, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Thì mới đi thăm lập ếch nha. Giờ thăm tới thăm lập cua nè. Qua có đặt 5 cái lập cua. Không biết cái chạy không chứ chỗ này cua nhiều mà mình thấy người ta bắt nhiều quá, không biết còn không? Còn gì để mình xuống đi, thăm cho sướng. Đứng né mình kìa. Rồi. Cua rồi, có cua bò không? Không thấy cua bò gì chưa nè. Tôi thấy mấy cua hơi mị nổi lên đó. Hả? Cua đó thấy không? Có con hay vậy? Mấy con? Con cỏ dựng cho phải thôi được. Hai con nè. Bốn con nội ơi. Hả? Nó chuyện dữ ha. Ừ, bốn con đó. Không. Cũng được. Rồi bắt ra đi. Đây cầm cho. Bốn cái này, cái này bốn con cua nghe nha. Ơ vậy đâu được. Đọt tay vô bắt bộ. Ừ, đổ ra luôn cũng được. Mày tính chuyện gì? Gà không? Gà chứ. Cái này bốn con cua. Ui, năm cua rồi. Ừ, năm con. Năm cua nghe nha. Có lý, có lý. Cái đầu tiên năm cua. Cũng được. Cua mày đặc sắc quá.
Cái tới cái này nè. Cua đây. Có cua à? Con ếch kìa, chỗ ếch kìa. Cua nhóc luôn. Cua ếch luôn. Đó. Phi luôn. Cá luôn. Vô, cái gì cũng vô hết. Đào dở lên quay kỹ kỹ nha. Vô một con ếch đi nha. Chứ mấy con cua. Hai con cua, ba con cua. Ê! Rồi. Rồi dạ. Con ếch ra rồi. Con ếch già dữ vậy. Thôi nó lủng lỗ kìa bồi, trời ơi. Lủng lỗ cho bá kìa bồi. Trời ơi, bị cua kẹp lủng gì vậy. Lủng lỗ sẵn rồi. Ồ, vị cua ra không biết. Nè. Mấy được mấy con cua? 4 con nữa. Có ếch nó cũng ra nữa. 1, 2 con, 4 con, 5 con, 5 con. 5 con nữa hả, 5 cua nữa nghe nha. Với có cái ô phiên ếch mà ếch đi rồi. Cái 5 con cua, 5 cua. Dướng rồi, dướng rồi, dướng rồi. Cua thấy phê phê sao? Dướng rồi. Để thọc tay vô bắt nó luôn đi. Chán cua. Cho nó kẹp miếng đi. Kẹp tao. Cái này 5 cua với cá rô phi với ếch nha nhà. Cá rô phi, cá rô với ếch. Để ngồi mình về mình bắt ra cho cả nhà xem được nhiêu con cua nha. Được nhiêu cua. Quá bê luôn. Hai cái đó, cái 5 con cua đó. Có lý, có lý. Cái này cua 60-70 ngàn ký hả bộ? 60 hả? Ừ. 60 mà cua bự hay là cua nào cũng ấy? Tao không biết nha, mà thường 60 là cá lộn xộn thì tao không biết. Đây, cái nào ta? Chứ lẽ cua ai là vò lửa ra. Ừ. Mà cua cũng... Ủa sao ta? Đây là kìa, kìa kìa. Đây cái này nghe nha. Để bạn mình vô thăm luôn. Cho bồ ơi. Kẹp kìa, cua ngồi trên bờ kìa. Đấy à, được một con đó. Nhiều không? Cua ít nè. Như cái này ít không? Hai con. Hai cua hả? Ba con hả vậy mà? Ba con. Ba con, hai con nè. Bên này đây đang con nè. Ừ, hai đây, con. Dưới đây con, dưới đó ba con. Ba con với con ếch nha nha. Còn dính ra phải không? Dính mồi, dính mồi. Dính ếch. Mồi đó nè coi. Bộn có lý rồi nhà ơi. Cái này ba con cua nha, với con ếch. Cái mì này mình đặt lên lần 2 được mà. Biết rồi. Được không? Đặt được sao không? Để lần 2 chạy mạnh hơn đó. Tại có lên mùi á. Để với nước pha mì, để nước mùi là mùi lên mùi con cua đó mới phái. Hôm qua mình đặt chạy chạy. Tại hôm qua tính đặt sớm để cho lên mùi mà. Mà mình đặt chạy tại cắt lợp đó không nhớ hả. Tiếp nghe nhà, 3 cái rồi. 2 cái chạy 5 con, 1 cái chạy 3 con. Ở đây nó không có bụi nhiều. Ở đây mình đặt ngoài trống nên nó chạy yếu. Thấy chưa? Đây, nó đây. Thấy cua không? Có, thấy con ếch hay vậy? Nó thay vậy. Chị dở lên coi nó phê phê không. Ừ. Đó. Có gì chân chạy. Dở lên mới biết. Ê, có rồi. Có không? Cô bự quá không? À. Mấy con? Hai con. Ồ, hai con cái này cùi rồi cả nhà ơi. Hai con, hai ba. Hai con. Ba mà, ba bốn con luôn á. Trời ơi, nó còn núp trên đây nhóc. Ừ đó, bốn con luôn vậy mà. Ba con. Bốn con, đây con nè bồ. Đâu đâu. Hả? Ờ dưới bốn con. Quá. Cái này bốn con nghe nha. Chú núp quá không thấy. Đừng nhớ. Dưới gì. Cái này bốn con cua. Có lý. Cái gì vậy? Dưới cua hơi mày chút chứ luôn. Trả ra. Hả? Cho nằm đây. Không cho nó nằm dưới không mấy chút ra nó mới ra. Cho nó nằm luôn đi. Phải không? Tiếng hồi mình về mình lựa ra nghe cả nhà.
lựa cho nhà xem như cua. Rồi tiếp tục cái cuối phong bột. Nãy mà không để lợp đâu, mình gom dài về luôn. Lợp cua ra đây đi, lợp ớt được làm sao? Tiếp ngay nha. Cái cuối cùng. Cúm cùi. Nói chung đường này cua còn nhiều. Người ta bắt nhưng mà nó còn nhiều nữa nha. Đặt cua dễ. Chỗ nào có cua là đặt là vô à. Đây, cái này đặt ngoài trống luôn nè. Biết tình hình sao. Để cái này. Hồi nãy mình để lợp lại luôn ha. Thấy không? Đó. Hai bà con luôn. Tưởng cái lên mới biết được. Ba con. Ba con. Phải không? Ba con. Ăn coi kỹ lại. Ba con. Hai con cua bự, con cua nhỏ. Một. Hai, ba. Được, ba con cái này. Đặt ở luôn hay gì? Thôi lỡ à. Em về đi. Ba con cái này. Kiếm mấy cái gãy á, nó giữ nữa. Nó gãy hả? Ừ. Nó gãy có hang cua đó nha. Chứ bên nhà tao cái đó gãy mà tao có mẹ gì đâu. Nó gãy lâu năm á. Nó gãy lâu năm mà đường nước bự bự á. Có đường nước cái á. Ý, gì vậy? Dưới cũng không bị bự này. Cua con nữa kìa. Để xuôi cua cái mì. Còn con cua con thả đi. Rồi. Cộng hôm nay để về nhà đổ ra mới được cái này. Nhà đổ ra cho nhà xem như cua nè. Con bộ không có lý à. 5 cái. Tại mình có 5 cái mình đặt 5 cái nha. Dân ngày người ta đặt chắc cỡ mấy chục cái nha. Ngày kiếm mấy cái cua là người ta có đủ xài, cũng có tiền xài rồi. Rồi để Hiệp đổ cua ra cho nhà xem được nhiêu nha. Ý, hết. Rồi. Cái gô luôn kìa bồ. Uống hết đâu ta. Đây mới cua nha, nửa ký không biết, buồn cành, cua gần gần nữa nè, mày nấu con cua bánh canh cua rồi. Này mình có nhiều nhiều á, lợp cua nhỏ nhỏ cũng được, không cần lợp bự nữa nha. Lợp nhỏ lại vô. Bạn mình có lợp khổng lồ đó, là lợp đa năng đó, mình lấy mình đặt luôn chứ lợp cua đâu cần lợp bự như cả đó đâu. Rồi. Đó, nhiều này nha. Đã nửa cái cua. Có lý. Rồi thì video đến đây cũng kết thúc nha. Mấy clip sau thì cố gắng kiếm thêm lợp cua nữa mà coi. Có mà thôi 5 cái đặt được rồi, còn có thêm nhiều nhiều đặt kiếm 7 ngàn ký cái mấy cua nha. Rồi bây giờ thì đến đây cũng kết thúc nha, chào tạm biệt cả nhà, bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà.